nhân viên sở thú ném một cây bắp cải cho chú đười ươi đang đứng ở trên cao và chú đười ươi đã bắt được một cách rất nhẹ nhàng cứ tưởng là chuẩn bị được ăn thì ai ngờ một chú đười ươi khác đi tới và đẩy ngã chú đười ươi tội nghiệp rất may là chú không bị làm sao cả không lẽ đười ươi cũng biết ghen ăn tức ở hay sao